Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt ở khu vực Thế Miếu và tại đây thì nghi thức dựng nêu đang được diễn ra một cách hết sức trang trọng. Trước đó thì từ cửa Hiển Nhơn, 10 lính vác nêu trong trang phục chỉnh tề được khởi hành trong âm thanh của tiểu nhạc tiến vào hoàng cung, đến cửa chính của khu vực Thế Miếu và tiến hành nghi thức dựng nêu. Mong muốn là một năm mới đang tới sẽ có thật nhiều điều tốt đẹp. Hình ảnh cây nêu vươn mình lên nền trời cao là biểu thị cho sức sống của mùa xuân đang trỗi dậy trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Đó là ý nghĩa tốt đẹp mà từ xa xưa ông cha ta đã để lại cho thế hệ con cháu. Sau lễ dựng nêu ở Thế Miếu thì nhiều điểm di tích khác trong quần thể di tích cố đô Huế cũng sẽ lần lượt diễn ra lễ dựng nêu suốt từ ngày 23 tháng Chạp đến ngày 30 Tết. Du khách cũng như là người dân sẽ được chứng kiến một nét đẹp